Đó, mình đang ở Eden Center ở vị trí nhà, đang đi dạo. Có canh chua nữa nè, đó canh chua mà bán từng hộp vậy đó. À, đã chưa? Đó. Đó, cá chiên bán vậy đó. Từng phần mình mua về ăn. Cũng được đó. Dạ, phải đi đâu con mình xem
Đó, ở đây cũng có khu chợ nhỏ nhỏ vậy đó. Ở đây là bán đồ chai nữa nha. Cho coi mấy cái khớp này nè, nó là mấy cái khớp này đẹp. Nhận làm cái đường cong đẹp. Đường cong nó làm đẹp ha. Cửa Hàn Quốc. Với lại cái này nó làm đẹp, cửa Hàn Quốc nó làm hay. Hay. Giờ nó chế xe đẹp thiệt đẹp, chứ. Đẹp hơn xe lên nhiều. Ừ. Đó. Cái sợ mổ quên đó. Là... Quá đẹp. Ok, mình đang đứng trước cửa apartment của Emily. I'm in front of Emily apartment, waiting for her to let me in. Okay. Thank you, thank you. Need help? Okay. Okay.